tổ chức lễ hội qua những điệu múa xanh tiền, sự duyên dáng của người phụ nữ lại được bộc lộ rõ nét hơn. Điệu múa còn có thể hiện khát vọng ước mơ về một cuộc sống ấm no hạnh phúc, xuất phát từ tình yêu gia đình, yêu quê hương đất nước và bảo tồn các giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc. Ngày hôm nay, đội múa xanh tiền tỉnh Lạc Long, xã Minh Phú xin được biểu diễn phục vụ các khán giả trong buổi tối ngày hôm nay. Xin trân trọng kính mời các quý vị cùng thưởng thức. Thank you.